Chào các em. Thì cái video tiếp theo này là thầy sẽ hướng dẫn các em cũng một cái dạng là chúng ta xét tính đồng biến nghịch biến của một hàm số, một hàm ẩn nhưng mà ở mức độ khó hơn, thì nó nằm ở trong khoảng từ câu 36 cho đến câu 41, 42 trong các cái đề thi trung học quốc gia. Chúng ta cùng theo dõi các cái bài tập sau đây. Dạng thứ ba là tiếp theo cái video lúc trước, nó cũng là xét sự biến thiên của cái hàm ẩn Rx bằng f của x cộng hx, nhưng mà chúng ta dựa vào cái dấu của f phẩy, hoặc là sẽ dựa vào cái đồ thị của f phẩy. Bài tập số 1. Thì muốn biết cái hàm Rx này nó nghịch biến trong cái khoảng nào ở dưới đây, là chúng ta phải tìm dấu của Rx này. Mà muốn tìm dấu thì phải làm gì? Đó là tính đạo hàm của nó, đúng không? Vậy là bước thứ nhất, ta đi tìm cái đạo hàm Rx này. Nó là f của Ux là u phẩy 2x trừ 2 mà đạo hàm thì bằng 2, nhân cho f phẩy của u là f phẩy của 2x trừ 2. Cái dạng này nó khó hơn là người ta không có cho mình f phẩy là cái hàm gì cả, mà chỉ cho mình biết cái dấu của nó thôi, mà dấu của ux, đúng không nào? Bây giờ chúng ta đi xét dấu này nè. Bước thứ hai là chúng ta cho cái r phẩy x này nó bằng 0. 2 mà nhân cho f phẩy bằng 0. Khác 0 rồi, vậy là tương đương với f phẩy này bằng 0. Tương đương với f phẩy của 2x trừ 2 bằng 0. Chúng ta nhìn vào trong cái bảng xét dấu của f phẩy, xem nó bằng 0 tại đâu? Bằng 0 tại đâu? Rõ ràng là f phẩy x bằng 0 tại hai chỗ là x bằng 0 hoặc x bằng 2, đúng không? Vậy thì ở đây f phẩy u bằng 0 thì tương đương với u bằng 0, đó là 2x trừ 2 bằng 0 hoặc là 2x trừ 2 bằng 2. Đấy. Và dễ dàng nhẩm được nghiệm của nó đây là x bằng 1, chuyển qua 2x bằng 2x bằng 1, đây là 4, vậy x bằng 2. R phẩy x bằng 0 có hai nghiệm phân biệt là 1 với 2, đúng không? Lò nghiệm đơn hết. Bây giờ chúng ta mới lập cái bảng biến thiên của nó. Đây là x r phẩy r trừ vô cùng, ở đây là nghiệm 1, 2 cộng vô cùng, tại 1 với 2 nó bằng 0, nghiệm đơn hết. Cái khó ở chỗ này là xét cái dấu của nó, xét dấu của cái r phẩy này. Cái r phẩy là cái này nhé, chú ý nhìn vào đây. Nhìn vào đây và nhìn vào khoảng này. Bây giờ thầy cho x nó bằng 3 thế vào đây. X bằng 3 thế vào trong cái r phẩy. X bằng 3 thế vào đây. Lúc đó ta có được là 6 trừ 2 là 4. 4 nó lớn hơn 2 này, đúng không? 4 nó lớn hơn 2. Lại nhìn vào trong cái đề. Chúng ta nói đang xét dấu f phẩy mà. Xét dấu r phẩy là xét dấu của f phẩy u này nè, đúng không nào? Vì ta có là x lớn hơn 2, ta lấy số nguyên là 3. 3 thế vào đây nó sẽ ra được là 4. F phẩy 4 lại nhìn vào trong cái đề bài. F phẩy 4 thì 4 nó lọt vào trong cái khoảng từ 2 đến cộng vô cùng này. Cho nên nó trong khoảng đó thì F phẩy nó dương. F phẩy nó dương dẫn đến R phẩy này dương. Đúng chưa? Là nghiệm đơn. Đổi dấu,
Thế là ở đây tăng, ở đây giảm, ở đây tăng. Đấy, vậy là đồng biến, kiểm tra xem phương án nào đúng. A, nghịch biến trong khoảng trừ 1, 1. Trừ 1 nằm trước này nè, trừ 1, 1. Đồng biến, trong đó nghịch biến sai. Trong khoảng từ 2 đến cộng vô cùng, hàm số nghịch biến là sai. Trong khoảng từ 1 tới 2, hàm số nghịch biến là đúng. Đúng chưa? Trừ vô cùng đến trừ 1, hàm số nghịch biến là sai. Vậy phương án đúng là, đáp án đúng là phương án C. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai. Bài thứ hai. Ta xem như đây là R, hàm RX. Đây sẽ là RX. Thì cái R phẩy X nó sẽ là X bình phương trừ 2 đạo hàm, nó ra là 2X nhân cho F phẩy của X bình phương trừ 2. Mình cũng cho nó bằng 0. Bước 1, bước 2 là cho nó bằng 0. A nhân B bằng 0 thì tương đương với A bằng 0, vậy là X bằng 0. B là F phẩy bằng 0, F phẩy của X bình trừ 2 bằng 0. X bằng 0 ghi lại. Còn F phẩy U bằng 0, F phẩy U bằng 0, F phẩy X bằng 0 nó có 3 nghiệm là trừ 2, 0 và 2. Trừ 2, 0 và 2. Đúng không? Thì F phẩy U bằng 0 thì U này nó bằng một trong ba cái nó có 3 trường hợp, đó là bằng trừ 2, bằng 0 và trừ 2. Trừ 2, 0 và 2. Vậy là X bình trừ 2 này nó bằng trừ 2. X bình trừ 2 bằng 0. Hoặc là X bình trừ 2 bằng 2. Ta dễ dàng tính được X bằng 0. X bằng 0 đây là nghiệm đơn này. Cái này trừ 2, trừ 2 mất. Thêm cái X bình bằng 0 nữa. Cái này nghiệm đơn. Đây là X bình bằng 0 nghiệm kép. Vậy là đây nghiệm đơn. Vậy là nghiệm đơn, không chú ý gì cả với nó cả nha. Nó là nghiệm đơn. Dưới đây, X bình bằng 2, vậy là X bằng cộng 2, bằng X bằng căn 2, hoặc là X bằng trừ căn 2. Cái dòng cuối cùng, X bình bằng 4, vậy là X bằng 2, hoặc là X bằng trừ 2. 1, 2, 3, 4, 5, tất cả nghiệm đơn hết, tất cả nghiệm đơn hết. Bây giờ các bạn biến thiền. Ta sắp xếp từ bé đến lớn. Đó là trừ 2 này, trừ căn 2 này, 0 này, căn 2, 2 và cộng vô cùng. Thì tại ngay cái nghiệm của nó là làm cho cái R phẩy bằng 0 hết. 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm, 4 nghiệm, 5 nghiệm. Rồi bây giờ xét dấu. Nó hơi phức tạp tí xíu nha. Xét dấu là xét dấu R phẩy, nên nhìn vào cái R phẩy. Bây giờ mình lấy X nó lớn hơn số 2 này, mình cho X sẽ bằng 3. X sẽ bằng 3 thì chỗ này nó ra là 9 trừ cho 2 là bằng 7. Vậy là F phẩy có một số lớn hơn 7. Cái số này lớn hơn 7. Lớn hơn 7 có nghĩa là F phẩy có một số lớn hơn 7. Lớn hơn 7 thì chúng ta nhìn lại đây. Lớn hơn 7 là nằm bên phải số 2. Đúng không? Mà bên phải số 2 thì F phẩy của nó bằng dấu trừ. X bằng 3 thì cái này âm. F phẩy của U này âm. Cái này dương, cho nên là tổng kết lại, nhân lại ra đây dấu trừ.
Đồng ý chưa? Đây dấu trừ cộng đấy, giữa vào dấu chúng ta kết luận tăng giảm tăng và giảm. Rồi ta kiểm tra từng phương án. Hàm số nghịch biến trên khoảng trừ vô cùng đến trừ 2 là phương án A sai. Từ 0 tới 2, từ 0 tới 2 nghịch biến là sai. Nó nghịch biến trên khúc này và đồng biến khúc này. Từ 2 đến cộng vô cùng là hàm số nghịch biến là đúng. Từ trừ 2 đến 0, hàm số nghịch biến là sai. Ok. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập số 3. Đây là đề tham khảo của bộ năm 2019, năm vừa rồi. Đây xem đây là R nhé, hàm Rx là cái này. Này nó bị bể số, đây là x mũ 3 nha các em. 3f x cộng 2 trừ 3x mũ 3 cộng 3x. Chúng ta có là bài số 3 này. Tính luôn đạo hàm. Thứ nhất là R phải bằng 3 hằng số để ngoài. Đạo hàm của x cộng 2 là 1 nhân cho f phẩy của x cộng 2. X mũ 3 là trừ cho 3 lần x bình phương cộng 3x, đạo hàm là 3. Tôi ghi lại cái này chính là 3. Lấy 3 hằng tử chung, ở trong là f phẩy của x cộng 2 trừ cho cái này mở ngoặc ra, đặt 3 này nhìn đi chung ngoài đây, chỗ này ha, số trừ ra ngoài, trong là x bình trừ cho 1. Đây. Vậy bây giờ xét dấu của đây phải, chứ là xét dấu của cái biểu thức nằm ở trong những ngoặc vuông này. Đúng nào? Bây giờ mình cho đây phải bằng 0. Tương đương với chuyện gì xảy ra? Ở đây có một cái chú ý. Nếu chúng ta có cái đồ thị có cái hàm số y bằng fx, mà muốn suy ra đồ thị của hàm số y bằng f của x cộng 2 ấy, thì chúng ta dời nó sang trái hay sang phải? Đó là dời sang trái hai đơn vị. Cộng 2 là dời sang trái hai đơn vị. Còn trừ 2 là giờ sang phải hai đơn vị. Thì ở đây mình có là cái f phẩy x này á, nó bằng 0 tại các cái chỗ. Tôi nháp lại chỗ này chút xíu nha. X phẩy x đây là 1 2 3 4 cộng vô cùng. Tại đây nó nghiệm nó bằng 0. Thì cái hàm f phẩy của x cộng 2 này nè, nó bị bằng 0 tại ngay chỗ, sẽ dời sang trái hai đơn vị. Nghĩa là đây là trừ 1, ở đây là 0, ở đây là 1, ở đây là 2. Có rõ chưa nào? Nó tịnh tiến, hai cái hàm này chẳng qua là tịnh tiến. Nếu cộng sang cộng 2 thì nó dời sang trái hai đơn vị, còn trừ 2 thì dời sang phải hai đơn vị. Vậy nó bằng 0 tại 1, 2, 3, 4, thì này bằng 0 tại dời sang trái hai đơn vị là trừ 1, 0, 1 và 2. Đấy. Thì cái này tương đương với f phẩy của x cộng 2 bằng với x bình trừ cho 1. Rồi nha. Tôi nhắc lại là cái bên trái này có những cái nghiệm của nó là cái số trừ 1, trừ 1, nhìn lại bên kia trừ 1, 0, 1 và 2.
Rồi ta kiểm tra x nó bằng trừ 1 thì cái này bằng 0, bên phải bằng 0, đúng không? Trừ 1 bình phương trừ cho 1 là bằng 0. X bằng trừ 1 thì này ra là f,1, f,1 thì bằng 0. Cho nên có một nghiệm là x tới bằng trừ 1. X bằng 0, x bằng 0 thì bên trái trở thành là f,2, f,2 bằng 0. Nhưng bên bên phải số 0 thế vào đây là trừ 1, nó không phải là nghiệm. Bây giờ số 1 thế vô, 1 thế vô thì với phải bằng 0, 1 f,3, f,3, f,3 bằng 0, cho nên x bằng 1 là nghiệm, đúng không? Và khi x bằng 2, x bằng 2 thì lúc đó f,4 bằng 0, nhưng bên đây là bằng 3. Vậy là cái chỗ này là không phải là nghiệm. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, khi một cái đa thức mà nó có hai nghiệm là cộng trừ 1 rồi, thì cái phần dư còn lại là một cái đa thức nào đó, có thể bậc nhất, bậc 2, bậc 3 gì đó, thì đặt cái đó là một cái Hx bằng 0. Thì chứng tỏ là Hx này nó không còn nghiệm nào nữa ngoài hai cái nghiệm là cộng trừ 1. Nó chỉ có hai nghiệm là cộng trừ 1 thôi. Thì dễ thấy là gì? X mà nằm giữa khoảng cộng trừ 1 này, X mà nằm giữa khoảng cộng trừ 1, đây X lớn hơn trừ 1, bé hơn 1, thì lúc đó X bình trừ 1 là số âm. X nằm giữa trừ 1, 1 là X bình bé hơn 1. X bình bé hơn 1 thì X bình trừ 1 là số âm. Bên với phải âm, bên với phải bé hơn 0. X nằm giữa trừ 1, 1, X cộng 2 nằm đâu? X cộng 2 nằm giữa 1 và 3. X cộng 2 nằm giữa 1 và 3, thì F phẩy này sao? Nằm giữa 1 với 3, thì F phẩy nó dương, đúng không? F phẩy lớn bằng 0. Vậy bên đây âm, bên đây lớn bằng 0. Cho nên là dẫn đến cái phương trình này vô nghiệm. Đồng ý chưa? Vậy là không có nghiệm nào nằm giữa đây hết. Bây giờ chứng tỏ là không có nghiệm nào mà nó nhỏ hơn trừ 1 cả. Nếu x bé hơn trừ 1 thì sao? X bé hơn trừ 1 thì bình phương nó lại lớn hơn 1, nên với phải lớn hơn 0. X bé hơn trừ 1 thì bình phương lớn hơn 1, lớn 1 trừ 1 với phải lớn hơn 0. X bé hơn trừ 1 thì x cộng 2 này nó bé hơn 1. X cộng 2 bé hơn 1 thì lúc đó f phẩy của nó là bằng dấu trừ, đúng không? F phẩy bằng dấu trừ. Vậy là vế trái nó âm, vế trái âm, vế phải dương, dấu bằng này không xảy ra. Vậy là nhỏ trừ 1 cũng vô lý. Bây giờ ta xét trong cái khoảng là từ 1 cho tới 2. Ta xét từ 1 tới 2 nữa thôi. Từ 1 tới 2, khi mà x này nằm trong khoảng từ 1 tới 2, thì x cộng 2 này á, nó nằm ở trong khoảng là từ 3 cho tới 4. X cộng 2 nằm trong khoảng từ 3 tới 4, thì cái vế f phẩy nó là âm, đó là vế trái nó âm. Trong khoảng từ 1 tới 2, thì x bình phương này là lớn hơn 1, vậy vế phải nó dương. Vậy là đây vẫn không có nghiệm trong cái khoảng, không có nghiệm ở trong cái khoảng là 1 tới 2. Còn có nghiệm mà từ 2 trở đi thì không quan tâm. Những cái số đây là cộng trừ 1 thôi nhé. Còn số 2 từ 2 đi thì không quan tâm. Thì có là lúc đó bảng biến thiên nó là gì? Nó có hai nghiệm là cộng trừ 1, 1 trừ 1, 1. Còn cái nghiệm nào đó bên đây, một cái số A nào đó, BC gì đó, tùy ý kệ nó. Không vấn đề, có hay không cũng không vấn đề chỗ này cả. Bây giờ ở đây là
nghiệm là không, nghiệm là không. Giờ xét dấu của nó đây, giữa trừ 1 với 1 mình xét cái dấu nằm giữa cho nó tiện là x bằng 0 thế vô. Ta đang xét cái dấu của rê phẩy thì chúng ta nhìn vào đây. X bằng 0 thì lúc đó này cộng 1, cộng 1. Đây là f'2. F'2 bằng 0, đúng không? F'2 bằng 0, đó trong cái bảng này f'2 bằng 0. 0 cộng cho 1 là bằng 1, vậy đây là dấu cộng. Và hai bên này là dấu trừ. Hai bên dấu trừ. Đấy, còn thì không quan tâm đến khúc sau này nữa. Đến đây là chúng ta đủ kết luận được là nó đồng biến ở đâu rồi. Rõ ràng thấy gì? Hàm theo phương án A là hàm số đồng biến từ 1 đến cộng vô cùng là sai rồi. Đây có dấu trừ đây là sai rồi, đúng không? Hàm số đồng biến trừ trừ vô cùng đến trừ 1, đây dấu trừ sai rồi. Hàm số đồng biến trên khoảng trừ 1 đến 0. Trừ 1 đến 0 là con của trừ 1 đến 1. Nó đồng biến trên cái tập, trên cái khoảng trừ 1 đến 1. Đương nhiên đồng biến trên cái khoảng con của nó. Vậy đáp cái phương án C là đáp án của bài toán. Còn từ 0 tới 2. Từ 0 tới 2 thì khúc này dương, khúc này âm thì không thể nào mà đồng biến được. Đúng không? Đấy. Cái dạng số 4 là chúng ta nhìn vào cái đồ thị, đọc cái đồ thị để chúng ta suy ra các khoảng đơn điệu. Thầy hướng dẫn cho nhanh cái này một chút. Bây giờ nhìn vào cái đồ thị của hàm số y bằng f phẩy này nè. Chúng ta dễ dàng suy ra được cái bảng biến thiên của nó. Bài số 1. Bây giờ x f phải từ đồ thị suy ra được cái bài xét dấu của nó. Nó chạy từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Và nó cho mình ra là ba nghiệm. Nó cắt trục vành ở đâu thì cho đó chính là nghiệm. Thì nghiệm thứ nhất là trừ 1. Nghiệm thứ hai là 1 và nghiệm thứ ba là 4. Tại đó bằng 0. Nó cắt là nghiệm đơn hết. Nó cắt là nghiệm đơn. Nghĩa là đổi dấu. Thì chúng ta thấy là từ 4 đến cộng vô cùng. Trong khoảng từ 4 này trở về bên phải. Thì cái đồ thị nằm phía trên trục hoành. Có nghĩa là bản thân nó là nó dương. Trong khoảng từ 1 tới 4 là đồ thị nằm phía dưới trục hoành, nên cái giá trị của nó là bằng dấu trừ. Trong khoảng từ trừ 1 đến 1 nó dương, nằm trên dương. Và từ trừ vô cùng đến 1 bên trái của số trừ 1 là nó âm, bằng dấu trừ. Đấy, đồ thị sẽ được cái này. Và đến đây là nó giống như các ví dụ trước đây rồi. Chúng ta làm tiếp tục. Đó là r'x bằng r'x bằng fu đạo hàm, nó ra là u phẩy 2 trừ x đạo hàm là trừ 1 nhân f của 2 trừ x, f phẩy của 2 trừ x. Bây giờ mình cho r'x này bằng 0. Tương đương với cái f phẩy bằng 0. Tương đương f phẩy bằng 0. F phải bằng 0 thì tương đương với x bằng 2 trừ x là bằng trừ 1. Và 2 trừ x bằng 1. Hoặc 2 trừ x bằng 4. Ta giải nhanh được là x bằng 3. X bằng 1. Hoặc là x bằng trừ 2. Đúng không? Đó là xong rồi. Ba nghiệm đơn hết, lập bảng biến thiên. X r phẩy r bé nhất là trừ 2 rồi tới 1 rồi tới 3 cộng vô cùng. Rồi bây giờ đến đây là đọc giống như cái bảng biến thiên lúc ban đầu này ha. Lớn 3 mình lấy số
À, là chỗ giữa này đi, nghiệm đơn hết, giờ lấy trừ 2 với 1, trừ 2 với 1 hay này trái dấu lấy số 0 làm đại diện. Lấy 0 làm đại diện. 0. 0 thế vào đây. Đó là F phẩy của 2. F phẩy của 2 là lại nằm giữa này, đúng không? 2 nằm giữa 1 với 4. X bằng 0 thế vào đây. Nó ra F phẩy của 2. F phẩy của 2 mà 2 là nằm trong khoảng giữa 1, 1 với 4. Thì F phẩy của 2 là âm. Âm này gặp dấu trừ này là ra dấu cộng. Nguyên này cộng hết. Đây trừ. Ở đây trừ và đây cộng. Dễ dàng có được là giảm tăng. Giảm tăng. Đấy, và tùy theo cái câu hỏi của đề bài mà chúng ta đi chọn cái phương án đúng. Được chưa nào? Đây, ta sang cái bài thứ hai. Bài thứ hai này, chúng ta lại lấy cái đạo hàm của r phẩy x. À, xin lỗi, bây giờ dựa vào cái đồ thị này của f phẩy ta suy ra được cái dấu của nó trước cái đã đi. F phẩy nó có ba nghiệm, ba nghiệm, nghiệm thứ nhất là trừ 2, nghiệm thứ hai là 0 và nghiệm thứ ba là 2. Em để ý cái gì? Ngay chỗ cái trừ 2, ngay chỗ cái số 2 nè, nó cắt trục hoành nên là nghiệm đơn, nghĩa là F phải đổi dấu á, trên dương dưới âm đổi dấu. Ngay số 0 là nó tiếp xúc, là không cắt trục hoành. Nghiệm x bằng 0, đây là nghiệm này là nghĩa là cái chỗ không không đổi dấu. Ở đây không đổi dấu. Đó là nghiệm bỏ chẵn, nghiệm nghiệm bậc 2, bậc 2, bậc 3, bậc xin lỗi. Bậc 2, bậc 4, bậc 6 vân vân. Đây đổi dấu vậy là có 3 nghiệm đây. Lớn hơn 2, từ số 2 trở về bên phải. Đồ thị nằm dưới trục hoành, đây dấu trừ. Trong khoảng từ 2 đến 0, đồ thị nằm trên trục hoành, dấu cộng. Không đổi dấu. Dễ nhìn thấy luôn, từ 0 tới trừ 2, trong khoảng đó thì nằm trên trục hoành luôn. Cũng là dấu cộng mà đây là dấu trừ. Đây. Kế tiếp là chúng ta đi tính cái đạo hàm r phẩy x. 2x trừ 4 đạo hàm là 2 nhân cho f phẩy của 2x trừ 4. Bây giờ mình cho nó bằng 0. F phẩy u bằng 0 thì nó ra ba nghiệm là trừ 2, 0 về 2. Vậy là 2x trừ 4 bằng trừ 2. 2x trừ 4 bằng 0 gọi là 2x trừ 4 bằng 2. Lưu ý các em là ngay chỗ bằng 0 này, nếu fx nó không đổi dấu thì f của ux nó cũng không đổi dấu. Lỡ mình đặt mình thay bằng cái hàm nào đó thì cái này cũng không đổi dấu, là nó nghiệm kép đi, thì cái này cũng là nghiệm kép. Ta ra được các nghiệm 2x bằng 1 bằng 4x bằng 2. Đây là nghiệm kép. Và đây là bằng 6x bằng 3. Rồi bảng biến thiên. Ba nghiệm 1, 2, 3 cộng vô cùng. Nghiệm kép ngay số 2 này mình khoanh nó lại. Còn lại là nghiệm đơn. Đấy. Dấu. Bây giờ nhỏ 1 lấy số 0. Nhỏ 1 lấy số 0. 0 là F phẩy trừ 4. F phẩy trừ 4. Trừ 4 là nằm đâu? Nằm trước này đúng không? Trừ 4 nằm trước này. F phẩy của trừ 4 là số âm. Số âm này nhân với 2 ra là số âm. Vậy là r phẩy đây là âm. Qua đây đó.
đổi dấu là cộng, đây không đổi dấu vẫn là dấu cộng và đây là dấu trừ. Đấy. Đây là giảm, tăng và giảm. Đúng nào? Một cái bài này nó dùng đồ thị. Dùng đồ thị chúng ta nhìn xem. Nó hơi đặc biệt chút. Ta làm xong bài này nữa rồi sẽ kết thúc video đây. Ở đây là mình tính r phẩy, bài số 3, r phẩy x bằng, ở đây là 2 nhân cho f phẩy x cộng cho 2 lần của x cộng 1. Đấy, vậy là r phẩy x bằng 0 thì nó tương đương với rút số 2 ra là f phẩy cộng cho x cộng 1 bằng 0, hay là f phẩy x này á bằng trừ của x cộng 1 trừ x trừ 1. Mình xem trừ x trừ 1 là cái gì. Thầy vẽ lại cái đồ thị của đó nha. X bằng trừ 1, y bằng trừ 6, x bằng trừ 1, y bằng trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6. Hàm này nó giảm. Để xuống. X bằng 1, y bằng trừ 2. Trừ 2. X bằng 3, y bằng trừ 4. Đây. Đây là đồ thị của cái hàm f phẩy x. Ở đây mình diễn giải cái phương trình này, nghĩa là mình xét sự tương giao của hai đường. Đường thứ nhất là đường y bằng f phẩy x và đường thứ hai là y bằng trừ x trừ 1. Ở đây dùng đồ thị chúng ta giải luôn. Ta vẽ đồ thị của đường này ra. Đồ thị của hàm bậc nhất là một đường thẳng. Chỉ cần hai điểm là đủ. X bằng 0, y bằng trừ 1. X bằng 0, y bằng trừ 1. X bằng 0, y bằng trừ 1 là chỗ này. X bằng 1, y bằng trừ 2 là chỗ này. X bằng trừ 3, x bằng trừ 3, trừ 3 cộng 3 trừ 1 bằng 2 là chỗ này. Đúng không? X bằng 3, nó là trừ 4, 3 trừ 3 trừ 1 trừ 4 là chỗ này. Rõ ràng là nó qua các cái điểm nằm ở trên cái đồ thị F phẩy này, đúng không nào? Chúng ta nhìn thấy... đây chính là cái đường y bằng trừ x trừ 1. Dễ thấy, cái r phẩy bằng 0 nó gồm có những nghiệm nào? Cắt tại các cái hoành độ nó là trừ 3 này. X bằng trừ 3. Cái thứ hai là x bằng 1 và x bằng 3. Đấy. Bạn Minh Thiền. Chúng ta chịu khó ta đọc cái chỗ này tí xíu nha.
nó cắt hết, cho nên là nghiệm đơn hết, nó đâu tiếp xúc, là qua đó nó đổi dấu. Ta thấy là trong cái miền từ 3 cho đến cộng vô cùng thì màu đỏ nằm trên cái màu trắng. Màu đỏ nằm trên màu trắng, nghĩa là cái đường đường thẳng nằm trên cái đồ thị F'. Vậy thì cái đường thẳng cái trừ x trừ 1 nó lớn hơn, nó lớn hơn cái F' này. Nó lớn hơn là mình chuyển qua, khi mình trừ cho nhau á thì nó ra là số âm. Vậy là bên đây là số âm. Tôi nhắc lại nhé. Ta xét từng miền một, lớn hơn 3 này, lớn hơn 3. Lớn hơn 3 thì cái màu trắng này nó nằm dưới cái màu đỏ. Cho nên là F phẩy nó nhỏ hơn cái trừ x trừ 1. Khi mình chuyển qua lấy F phẩy mà trừ cho cái này đó, nó ra số âm. Mà trừ cái này chính là bằng cộng x cộng 1, là cái này đó, đúng không? Đây là số âm, đây là dấu cộng, để trừ dấu cộng. Đấy, thì dễ dàng sẽ được đồng biến nghịch biến của nó rồi, đúng không nào? Vừa nhìn vào đây chúng ta nhận xét được là đồng biến ở đâu, nghịch biến ở đâu, đúng không nào? Thì video này tới đây là kết thúc. Hôm sau chúng ta sẽ gặp lại với những cái bài mà có tham số, hoặc là những cái bài mà liên quan đến cái hàm hợp ở mức độ cao hơn. Thì cái bài học hôm nay tới đây là kết thúc. Mến chào các em.